hầu di mạng nga. Lục khắc xuất bình à, bình à. Làm gì? Xin hiền huynh hãy ban cho ân huệ để kẻ hèn này tống biệt Đức Lang Quân. Được, quân sĩ truyền ban cúc tụ, tạm quân nghe lệnh giải, canh phòng cho cẩn mật, đúng giờ ngõ biêu đầu Tư Hải Thọ. Thương công
ơi, những ai chung phận ma hồn, thương của ta quê đàn cần nên xa lấy. Ủa là này, tiếng của ai thổ thẻ bên tai? Nếu ta đoán không lầm thì tiếng của thêm ta quê đàn có phải? Dạ. Dạ đúng. Thiếp đây, thiếp đây tướng công ơi. Coi kìa, tại sao thiếp lại quỳ lụy? Sao thiếp không cười lên? Mà lại mặc ô mài châu. Thiếp có tội gì đâu? Thiếp có tội trói chồng dân. Nghe thiếp nói mà thọ tôi càng thắc mắc. Có lý nào vợ mà lại đi trói chồng? Không đâu, vợ tôi nó nào ở hai lòng. Nó thương tôi lắm đó thím mà. Nó yêu tôi lắm đó thím mà. Nó thề thốt với tôi nhiều lắm đó thím. Ơi, ngày đầu tương y ta đau điên tâm hồn măng lòng lạnh hạ xa. Tôi làm đây là vì ai vậy thím? Dạ, vì cha của thím. Vì cha nè. Còn ai nữa? Dạ, vì thím. Vì nàng. Dạ. Tôi phò cha nàng tiên tới đỉnh vinh quang để rồi chuộc lấy phụ vàng nhục nhã. Thím không thương tôi, thím cũng nghĩ chút tình. Có lý đâu thím tuyệt tình đánh đuổi? Tôi đâu có ở bạc với thím. Sao thím lại ở bạc với tôi? Thà là thím để cho giặc nó giết tôi mà tôi không đau bằng thím trói chồng giao cho giặc. Thôi thêm về đi tướng công. Thank you.
liệu ta có nên uống chén rượu này không? Vì đây là chén rượu cay sẽ chỉ hương thừa quốc hợp dân cây trần. Ánh mắt người yêu buông xa lê ngọc đông, biệt người yêu đi về cõi xa. Ta không thấm sao bờ môi thấm dòng lệ mặn, chia biệt nhau đây rồi đường chia cách, một quãi đi về chẳng chẳng ngờ sinh. Thôi, dù sao cũng tình nghĩa vợ chồng, ta sẽ uống cạn cho tạ quê đàn nặng vừa dạ. Giờ chia tay quê đàn nặng chưa đi ai, yeah.
dầu tội nhân gây tốt càng làm gian tham, tâm mi gian gì công hầu thiên tước làm thần trai mà tâm trắng ngay, giờ này đâu mà quyết thắng tay.